Sách sáng thế kỷ, chương 25. Abraham cưới Keturah. Abraham tục huyền, cưới Keturah làm vợ. Nàng sinh cho người Simram, Dốc-chan, Medan, Madian, Zích-bác và Su-ách. Dốc-chan sinh Seba và Dedan. Dòng dõi Dedan là các gia tộc Achurim, Lebuchim, Leumim. Con trai của Madian là Epha, Ephe, Hanok, Agida, Enda. Đó là dòng dõi của bà Keturah. Abraham cho Isaac tất cả gia tài, còn các con dòng thứ thì cho tiền bạc. Vào lúc sinh tiền, người sai họ qua cư trú tại miền đông, cách xa con cháu dòng chính là Isaac. Abraham qua đời. Abraham hưởng thọ được 170 tuổi. Khi qua đời, tuổi cao tác lớn và mãn nguyện được quy về với tổ tông. Isaac và Ishmael, hai con trai người, an táng người trong hang đá Macpela giữa cánh đồng của Ephron, con trai Soha, người Hethit, đối ngang Mamre. Đây là cánh đồng Abraham đã mua của gia tộc hết. Cả Abraham và Sarah đều được an táng tại đó. Sau khi Abraham qua đời, Chúa ban phước cho Isaac, con trai người. Isaac cư trú bên cái giếng là trai roi. Dòng dõi Ishmael. Đây là dòng dõi Ishmael, con trai Abraham và bà Aga, người Ai Cập, nàng hầu của Sarah. Tên các con trai của Ishmael sắp theo thứ tự: trưởng nam Nebazot, thứ nam Keda, Adbeen, Mibosan, Mikma, Duma, Masa, Hada, Thema, Zethu, Nafik và Ketma. Đó là các tên con trai của Ishmael tùy theo tên làng và địa điểm cắm trại của họ. Tất cả là 12 lãnh tụ của dân tộc họ. Ishmael hưởng thọ 137 tuổi rồi qua đời, được quy về với tổ tông. Dòng dõi ông định cư trước mặt tất cả các anh em mình, từ Havila đến Suru, đối ngang Ai Cập đến tận Assyri. Esau và Jacob. Đây là dòng dõi của Isaac, con trai Abraham. Abraham sinh Isaac được 40 tuổi. Isaac cưới Rebecca, con gái của Betuel, em Laban và dân Aram ở xứ Phadan Aram. Isaac cầu khẩn Chúa cho vợ mình vì nàng son sẻ. Chúa nhậm lời nên Rebecca thụ thai, nhưng các thai nhi đánh nhau trong bụng nên nàng nói: "Việc này xảy ra cho tôi sao?" Nàng bèn cầu hỏi Chúa. Chúa phán: "Hai nước đang ở trong bụng con, và dân tộc con sẽ từ lòng con mà ra. Dân này mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục tùng đứa nhỏ." Đến ngày sinh nở, hai con sinh đôi, trong lòng nàng chào đời. Đứa ra trước da đỏ hồng, toàn thân đầy lông như chiếc áo lông, được đặt tên là Esau. Em nó ra sau, tay nắm gót chân Esau, được đặt tên là Jacob. Sau khi sinh hai con trai, Isaac đã 60 tuổi. Esau bán quyền trưởng lam. Khi hai đứa bé lớn lên, Esau trở thành một người thợ săn giỏi, một người của đồng ruộng, còn Jacob là một người trầm nặng, thường ở quanh quẩn trong trại. Isaac thương Esau vì thích ăn thịt rừng, còn Rebecca lại thương Jacob. Một hôm Jacob nấu canh, Esau ở ngoài đồng trở về đang mỏi mệt. Jacob bảo: "Em cho anh ăn ngay món cháo đậu đỏ này đi, vì anh đói lả." Vì thế người ta gọi Esau là Edom. Jacob đáp: "Giờ anh bán quyền trưởng nam cho em đi." Esau nói: "Kìa, anh gần chết thì quyền trưởng nam có ích gì cho anh đâu." Jacob buộc: "Giờ anh thề đi." Esau thề và bán quyền trưởng nam cho Jacob. Rồi Jacob cho Esau ăn bánh mì và canh đậu. Ăn xong, Esau đứng dậy bỏ đi. Vậy
Esau khinh dễ quyền trưởng nam.